Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã được bổ nhiệm làm đại sứ Trung Quốc tại Campuchia. Nhiều quan chức Campuchia bày tỏ tin tưởng ông Uông sẽ góp phần tăng cường hơn nữa cho mối quan hệ song phương. Báo Khmer Times ngày 6 tháng 6 dẫn tờ China Daily cho biết việc ông Uông Văn Bân được bổ nhiệm làm tân đại sứ Trung Quốc tại Campuchia đã được Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc xác nhận sau cuộc gặp của ông Uông với người đứng đầu cơ quan này là ông Luo Zhaohui. Ông Uông Văn Bân sinh năm 1971 ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ông theo học chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc. Nhà ngoại giao năm 3 tuổi đến nay đã có hơn 30 năm làm việc trong ngành ngoại giao, chủ yếu tham gia vào lĩnh vực hoạch định chính sách và các vấn đề với các nước châu Phi. Ông từng làm đại sứ Trung Quốc tại Tunisia từ năm 2018 đến năm 2020. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 5 năm 2024, ông Uông là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Với sự bổ nhiệm mới, ông Uông sẽ kế nhiệm ông Vương Văn Thiên, người vừa hoàn thành nhiệm kỳ đại sứ tại Campuchia. Ông Sonaro, quan chức cấp cao thuộc Thủ tướng Campuchia, phụ trách các vấn đề ASEAN, cho hay ông đã được chính phủ Trung Quốc thông báo rằng ông Uông sẽ trở thành đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, nhưng không chắc ông Uông sẽ đến khi nào. Ông Naro cho biết thêm, ông coi việc bổ nhiệm ông Uông làm đại sứ là một dấu hiệu về sức mạnh trong mối quan hệ giữa hai nước. Ông Naro chia sẻ rằng ông kỳ vọng ông Uông sẽ tiếp tục ủng hộ quan hệ ngoại giao Campuchia-Trung Quốc, đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới, đặc biệt vì Trung Quốc là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Campuchia. Ông Naro nói, quan hệ thương mại Campuchia-Trung Quốc là mối quan hệ lớn nhất đối với Campuchia, và Campuchia đã nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm từ Trung Quốc. Vì vậy, tôi hy vọng tân đại sứ Trung Quốc tại Campuchia sẽ giúp chúng tôi thúc đẩy và mở rộng thị trường nông sản Campuchia, đồng thời khuyến khích xuất khẩu sản phẩm của chúng tôi sang Trung Quốc nhiều hơn nữa trong nhiệm kỳ. Điều này sẽ giúp cân bằng thương mại giữa hai nước tốt hơn. Ông Naro cũng bày tỏ tin tưởng ông Uông Văn Bân sẽ thúc đẩy tương tác Campuchia-Trung Quốc thông qua quan hệ nhân dân ở mọi cấp độ, từ lãnh đạo đến người dân bình thường. Ngoài ra, phát ngôn viên chính phủ Campuchia, ông Ben Bona, mô tả ông Uông là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, và ông tin rằng ông Uông sẽ đóng vai trò là cầu nối tốt giữa Campuchia và Trung Quốc để duy trì và làm sâu sắc thêm mối quan hệ ngoại giao này. Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia nhận định ông Uông là một trong những nhà ngoại giao nổi bật và giàu kinh nghiệm nhất của Trung Quốc. Ông tin rằng ông Uông sẽ tìm cách củng cố quan hệ Campuchia-Trung Quốc, vốn được đặc trưng bởi tình hữu nghị không thể lay chuyển, hợp tác và một tương lai chung. Chẳng hạn, đầu tư trì trệ vào xây dựng các tòa nhà ở Sihanoukville cần được tái khởi động đầu tư để thúc đẩy đà phát triển và xây dựng khả năng phục hồi của nền kinh tế Campuchia. Thông qua tân đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, chúng tôi sẽ khuyến khích đầu tư và xem xét các cuộc đàm phán khác giữa Campuchia và Trung Quốc, đặc biệt là trong việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Ông cũng bày tỏ tin tưởng ông Uông sẽ ủng hộ việc trấn áp các mạng lưới tội phạm lừa đảo vốn đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của hai nước trên trường quốc tế. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã yêu cầu Mỹ không đưa nước này vào chiến lược địa chính trị của Mỹ hay sử dụng Campuchia như một nơi để cạnh tranh địa chính trị. Yêu cầu trên được ông Hun Sen đưa ra khi tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại tòa nhà Thượng viện Campuchia hôm qua, mùng 4 tháng 6. Tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nói thêm, Campuchia đang thực hiện chính sách đối ngoại dựa trên các luật lệ của nước này. Ông Hun Sen bày tỏ sự ủng hộ đối với ý định cải thiện quan hệ song phương giữa Campuchia và Mỹ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Austin. Ông Hun Sen nói, cho tới nay, hai nước đều thiếu sự tin tưởng, thông tin và đánh giá sai về nhau dẫn đến hiểu nhầm. Chủ tịch Thượng viện cũng coi đối thoại trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước là ưu tiên hàng đầu nhằm xây dựng thêm sự tin tưởng lẫn nhau và tránh để mất thông tin. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã ca ngợi lập trường mạnh mẽ của chính phủ Hoàng gia Campuchia về quốc phòng nhằm duy trì quan hệ song phương giữa hai nước. Theo ông Austin, Mỹ sẽ cho phép sinh viên Campuchia nộp đơn vào Học viện West Point, thúc đẩy trao đổi đối thoại quân sự và tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung về ứng phó thảm họa nhằm xây dựng niềm tin lớn hơn vì lợi ích tương lai của cả hai nước. Hai bên cũng trao đổi quan điểm và giải pháp về cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza và về vấn đề Biển Đông. Trong chuyến thăm ngày 4 tháng 6, Bộ trưởng Austin cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Theo người phát ngôn chính phủ Campuchia, trong cuộc gặp, ông Austin khẳng định Mỹ sẽ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Campuchia để thiết lập các cơ chế xây dựng quan hệ và hợp tác tốt hơn. Về phần mình, ông Hun Manet bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ mang đến những cơ hội mới để mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố, buôn người và buôn bán ma túy. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin tái khẳng định cam kết hợp tác với Campuchia của Mỹ để vượt qua những thách thức tồn tại trong mối quan hệ song phương. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển và hợp tác, bất chấp những khó khăn hiện tại. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, ông Tea Seiha nói rằng Campuchia sẽ hoan nghênh bất kỳ quốc gia nào mong muốn hỗ trợ quân đội nước này thông qua các cuộc tập trận chung. Ông Tea Seiha đã nói tại đối thoại Shangri-La rằng chúng tôi cần có hướng dẫn rõ ràng để các sĩ quan và quân nhân của chúng tôi có thể triển khai thiết bị mới. Căn cứ Hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk được trang bị công nghệ hiện đại và chúng tôi cần đào tạo đội ngũ chuyên gia của riêng mình để sử dụng công nghệ mới nhằm bảo vệ ranh giới trên biển và toàn vẹn lãnh thổ. Ông cho biết Campuchia không có ý định xâm phạm lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào khác, cũng như không và sẽ không cho phép bất kỳ nước nào thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia, đồng thời nhấn mạnh không có căn cứ quân sự cố định nào của Trung Quốc tại căn cứ Hải quân Ream. Ông khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự khác từ năm này sang năm khác, đồng thời nói thêm rằng Phnom Penh muốn tăng cường các cuộc tập trận chung với các quốc gia thân thiện. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cũng giải thích rằng một khi quá trình hiện đại hóa căn cứ Hải quân Ream hoàn tất, sẽ không có gì phải che giấu các nước thân thiện. Ông nói, căn cứ Hải quân Ream thuộc về lực lượng Hải quân Hoàng gia Campuchia. Một số khu vực dành riêng cho Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chúng tôi không thể hoàn toàn mở mọi thứ cho mọi quốc gia trên thế giới đến xem. Trước cuộc tập trận, sự hiện diện gần đây của hai tàu Hải quân Trung Quốc tại căn cứ Hải quân Ream đã làm dấy lên lo ngại đối với nhiều nước. Về vấn đề này, ông Tea Seiha nhấn mạnh Trung Quốc đến để hỗ trợ việc hiện đại hóa quân đội và sử dụng các thiết bị mới mà nước này đã mua cho lĩnh vực quốc phòng. Trước đó, báo Khmer Times dẫn lời ông Chum Socheat, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, một cơ quan truyền thông nước ngoài gần đây đã phóng đại sự hiện diện của hai tàu Hải quân Trung Quốc cập cảng căn cứ Hải quân Ream, cáo buộc quân đội Trung Quốc sử dụng Ream là căn cứ quân sự và cho rằng đây là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Trung Quốc bên ngoài đại lục trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cáo buộc nói trên là bóp méo tình hình thực tế và nhằm mục đích đánh lừa công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo ra sự hiểu lầm về hành động và chủ quyền của Campuchia. Ông Chum Socheat nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Campuchia và Trung Quốc đã nhất trí về hoạt động đào tạo. Cụ thể, Hải quân Trung Quốc sẽ đào tạo cho Hải quân Campuchia về kỹ năng, kỹ thuật sử dụng tàu và vũ khí cũng như các công nghệ mới khác. Bộ Quốc phòng Campuchia cũng đã lên tiếng sau khi hình ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ cho thấy sự hiện diện của hai tàu chiến của PLAN tại căn cứ Hải quân Ream kể từ tháng 12 năm 2023. Những hình ảnh do vệ tinh Mỹ cung cấp càng làm dấy lên đồn đoán của truyền thông nước ngoài rằng Trung Quốc có căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia. Nhưng tướng Socheat đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là vu khống và cường điệu sự thật. Ông Socheat cho rằng việc nâng cấp căn cứ đã góp phần hiện đại hóa Hải quân Campuchia và hai nước là đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực. Ngoài ra, phía Trung Quốc đang kiểm tra chất lượng của căn cứ Hải quân Ream được nâng cấp vì Trung Quốc đã hỗ trợ xây dựng các cơ sở mới tại căn cứ. Đồng thời, Campuchia cũng đang có kế hoạch mua các tàu chiến tương tự như các tàu đang cập cảng tại căn cứ.